À, mình xin chào các bạn. Hôm nay thì bên mình tiếp tục bán đi tới một cặp Honda Besit 2024, 2024, 2024 đó các bạn. Giá thì mình hôm nay chắc các bạn đã nghe rất là quen rồi. 82.9, 84.9, rồi 86.9, lần lượt cho mẫu 23, rồi màu xanh 23, rồi mẫu 24 ha. Còn đây là chiếc Dream bên mình bán đi cho một gia đình ở tận Kiên Giang. Còn đây là nhân vật thường xuyên của mình nữa nè. Tải tệt đó các bạn. Các bạn xem, khi mà mua xe bên mình sẽ quấn rất là kín như thế này ha. Trở lại với một cặp Besit này á, thì hôm nào bên mình bán đi rất là nhiều, đặc biệt là từ Hồ Chí Minh vẫn xuống đây mua xe ủng hộ bên cửa hàng mình. Địa chỉ cửa hàng là ở số 67 đường Triệu Lương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng ha. Các bạn thấy đó, 68 Kiên Giang. Đại gia đình xuống đây ủng hộ mua chiếc Dream, Dream màu trắng, mình đã có clip riêng rồi ha. Còn tải này sẽ mang đi một cặp luôn, một cặp luôn các bạn. Mang tận nhà, mang một chiếc Besit và một chiếc Dream này đi chung với nhau. Tại vì xe này là đi Hà Tiên nè, còn xe này là của anh trai ở gốc là ở Tiền Giang, nhưng mà anh đang làm việc ở Long An các bạn, thì xe này sẽ về Long An. Chắc có lẽ là anh trai sẽ chạy về luôn á. Đây, mẫu 24 nha. Nói chung là màu sắc nó không có khác gì đâu, chỉ khác cái là cái đĩa nè. Thay vì á là một cái vòng độc rời thì bây giờ sẽ phay thẳng lên đây, rồi chữ Besit á thì nó sẽ là có luôn số 160 ở trên đó, là như vậy ha. Gắn ba ga luôn các bạn. Cái ba ga này bao nhiêu Tuấn? 350. Vừa rồi có khách hỏi mình nè, nếu bạn các bạn mua á thì mình cứ alo ngay cho các bạn nhân viên ở đây. Ví dụ như đây là bạn Duy nè, bạn Huy nè, đó, bạn Huy thì bạn ấy sẽ ship tận nhà cho mình luôn. Phụ kiện đó các bạn, ba ga ha, màu xanh mờ các bạn. Đang gắn ba ga nha. Còn chiếc game này thì đang tiếp tục quấn. Thì nếu các bạn mua online á, thì mình cứ cọc khoảng từ 5 triệu, 10 triệu thôi là bên mình ship rồi các bạn. Cọc cho tài khoản Lê Thu Sương và Huỳnh Mạch Mai, ngân hàng Việt Tinh Băng nha các bạn. Đây ha, xe đang nổ máy. Về hướng dẫn chỉnh đồng hồ rồi bảo vệ xe thế nào đó, mình đã có nhiều video về nó rồi. Đỏ mờ này. Còn đây là phiên bản màu xanh mờ, cũng câu bình rồi. Giấy tờ cũng sẽ có sẵn, về các bạn chỉ việc bấm biển số thôi. Mình ở khu vực nào cứ làm biển số khu vực đó nha các bạn. Ở huyện thì cứ bấm ở huyện, ở tỉnh thì bấm ở tỉnh thôi. Một cặp này ha. Hôm ra đi cặp không? Hôm trước thì đi một cặp Besit với ADV cho khách thành phố. Trước đó nữa là một anh trai bảo vệ dân phố cũng xuống đây mua Besit, cũng mua màu xanh này luôn nè. Mình nhớ là màu xanh này, xanh 24. Đặc biệt là ảnh mua vì bà xã thích. Thật sự thì ảnh rất là hạnh phúc. Thì đây cũng vậy nè, anh trai này cũng được bà xã ủng hộ mua chiếc xe này, ủng hộ tuyệt đối của chiếc xe này. Các bạn xem đèn này ha, siêu ngầu, rất là đẹp. Màu đỏ mà ra nắng thì nó đẹp cực kỳ các bạn, đẹp cực kỳ luôn. Cho mình tẻ nhánh vào chiếc Dream chút xíu nha. Chiếc Dream đây đang quấn nè các bạn nhìn nè ha. Khi mà ship xe là bên mình sẽ quấn như vậy để bảo vệ chống chày. Đây, đang bắt ba ga đó các bạn. 350.000 nha. Cái này là ba ga inox, các bạn sẽ bao xài trọn đời xe luôn, bởi vì nó không có sét các bạn. Nó không có sét. Bản thân mình cũng chạy Besit đi làm, các bạn nhìn thấy nè, nó đang được phơi nắng bên đó. Ha, các bạn nhìn nè. Thấy không? Mình nhắc lại vấn đề ship nè, ship toàn quốc. Và nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ á, thì quốc lộ 1A nha, phí ship chỉ là 0 đồng, là từ Sài Gòn về tới tận Cà Mau.
Còn lên tới Hà Nội chẳng hạn thì sẽ là 500 ngàn. Như cái chiếc Yamaha Fayo đó là đi tới Hải Phòng đó các bạn. Yamaha Fayo đi tới Hải Phòng. Rồi Honda Scoopy này, nếu các bạn muốn gắn gỗ thì có gỗ luôn nè. Nhân viên mình đang gắn, thấy không? Sẵn đang ở ngoài này, mình soi lại cái cặp mâm cho các bạn xem ha. Màu đồng rất là đẹp các bạn, kẹp phanh nè. Màu đồng nha. Made in Indonesia ha, rõ ràng. Màu xanh này nó gần như đen đó các bạn, nó xanh đen. Đây, đang bắt bà gà. Mình cố gắng quay những video thế này để cho nó thực tế. Tại vì cho đến bây giờ vẫn có rất nhiều bạn, đặc biệt là những bạn mới, mới lần đầu biết đến kênh của mình, lần đầu biết đến cửa hàng Mai Duyên á, thì khi kêu mà cọc á, vẫn hơi ngại. Tại vì số tiền mà một chiếc xe lên đến là gần cả 100 triệu thế này thì đương nhiên rồi. Cho nên bây giờ mình chỉ cần cọc khoảng từ 5 triệu thôi, 10 triệu thôi. Chứ mà trước đây á, muốn ship xe thế này á các bạn ha, là phải chuyển khoảng 100% giá trị xe mới bên mình mới ship không á. Còn bây giờ chỉ cần cọc trước 5 triệu, 10 triệu thôi là ship rồi. Rồi khi mình nhận xe á, phát hiện có vết chày có quyền không nhận xe. Bây giờ bên mình cũng có mua luôn gói bảo hiểm vận chuyển các bạn. Đây, lên chiếc rim nè các bạn. Thì sẽ ship luôn một cặp B-Series này, tại vì cùng đường đó các bạn. B-Series này thì đi Hà Tiên. Chiếc này thì đi Kiên Giang. Thì chắc có lẽ là sẽ ghé qua Kiên Giang trước, rồi mới đi qua Hà Tiên. Như vậy là chiếc rim này cũng là Kiên Giang nha. Nhưng mà tới tận Hà Tiên các bạn. Thành phố Hà Tiên nha. Nói cho nó rõ luôn các bạn. Cái này cũng Kiên Giang nhưng mà rạch giá Kiên Giang. Rồi, ok. Cho nên là sẽ ghép tải và đi như thế. Và hai vị khách này sẽ cưa đôi số tiền tải là kiểu như vậy. Vì lẽ đó mà đôi khi các bạn mua xe thì có khi phải chờ một ngày, hai ngày hay ba ngày. Là vì đôi khi ghép tải các bạn, rồi đợi tải nữa. Đó, đang quấn chiếc màu xanh ha. Đó, cái mỏ. Thì lúc nãy anh khách anh cũng sợ nè. Khi đóng cái này lên nè, nó đụng đây. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, tải này là chuyên nghiệp rồi, ship rất là nhiều xe cho cửa hàng. Rồi, trở lại bên ship nha. Những cái miếng này là khi xe mình nhập về đó các bạn, nó sẽ quấn xe. Bây giờ mình sẽ lấy ra để quấn lại cái xe để ship cho khách. Khi nhận xe mà nếu nó có chày xước thì các bạn cứ có quyền không nhận ha, có quyền không nhận. Còn chiếc B-Series đỏ này thì chắc lẽ là anh khách ảnh sẽ chạy về luôn. Mình nhắc lại, ở Long An á, quê anh ở Tiền Giang nhưng mà đang làm việc ở Long An, anh sẽ mua về Long An luôn. Rồi, lên xe luôn nè các bạn. À, bên mình thì ship xe chuyên nghiệp rồi cho nên là các bạn cứ yên tâm ha. Quay trực tiếp cho các bạn xem nè. Ok ha. Thấy không? Lên xe là anh phải lo vấn đề đó. Tại vì á, bắt đầu từ đây á, là cái tình hình của xe sẽ được chủ xe tải này lo rồi ha. Nó mà chạy xước gì là anh sẽ chịu đó. Cho nên là phải quấn rất là kỹ. Rồi, thấy không? Giấy tờ là mang theo sẵn. Rồi khách nào mà có yêu cầu gắn ba ga luôn á, thì bên mình sẽ gắn. Hoặc là bỏ vô trong cốp xe rồi về tự gắn, thì tùy các bạn ha. Đây, đóng lên nè các bạn. Đó. Sau đó mới là buộc dây nha. Rồi, mình sẽ khép lại cái video này đây nha. Xin chào các bạn.